Đó, ở đây là chỗ quán cơm xã hội may nghề nha mọi người nha. Đó cho mình có Lâm với lại Duyên với lại Toàn với lại Gia Hân nha mọi người nha. Đó, đây là các cô chú đang xếp hàng để chờ lấy cơm đó mọi người. Đó, đây là những phần ăn của quán cơm may nghề đã gửi đến lại Gia Duyên cho các cô chú đang xếp hàng ở ngoài mọi người. Còn đây là 200 chai trà, 100 chai trà dưỡng khen của Lâm đó mọi người, là do Dưỡng Xuân Thiên Tăng với lại Ánh Quỳnh đã tài trợ cho quán cơm may nghề ở nơi đây. Duyên với Tư đây đó. Còn bánh lạnh của chú đây là mọi người đó, sữa chua bánh lăng của Toàn, này là sữa chua của Vivi, đó là 200 hũ sữa chua và 100 hũ bánh lăng. Đó là Út Quỳnh 100, Dũng Hương Thơm 100, tức là bánh lăng 100 và là trà dưỡng hen của Lâm 100, để sẵn ở ngoài hết để chuẩn bị phát mọi người. Để chú đã chú đòi xin chụp hình. Đây là mấy bạn đó, các bạn ở đây là chuẩn bị hỗ trợ cho phần ăn đó mọi người, để phát phải đúng không anh? Đó, những phần một cái hộp vịt sữa nè, canh nè, phần ăn nè. Ừ, bây giờ sao chị? Có cần làm sao? Phải cho đi. Anh ơi, chị chơi chị có cái này chưa? Còn như vậy là gồm bao gồm cơm gà chiên, bánh mì, trà, trà dưỡng nhang và sữa đậu nành, canh. Giống như là phát cơm từ bữa Lâm đúng không? Bữa nay là trà, ngày mai mới làm sữa chua đúng không cô? Đúng. Dạ, dạ, hỏi chú kẻ. Vậy là mỗi ba phần của ba đứa mình đó là bữa nay là... Nhưng mà bữa nay sẽ hết, trăm chai sớm liền rồi, sẽ tiếp theo sữa chua liền bữa nay. À dạ. Bữa nay thì 200 mấy người, tôi thấy 300 nghìn. Đó là một ngày có thể là hết rồi đúng không chú? 300 nghìn, 300 nghìn. Hôm nay là hơn 200 nghìn. Ở ngoài cũng có bàn. Đây là ngay chỗ 68/12 Lưỡi Dao, quận 11. Anh chị cô chú anh chị mình, đây là một trong những quán, những cái hội quán may nghề. Đây, cô chú xếp hàng rất là đông. Đó, đây là có bán phiếu nha, một phần cơm là 2.000 nha cả nhà. Phần 2.000. Rồi 2.000 này là chắc hỗ trợ để cho mấy bạn, thì ở đây có mấy bạn đủ rất là đông. Nghe. Để vô cho vô bàn hết hả? Đây 4 ghê. Rồi anh chị. Hôm nay thì có chị Nhiên, Gia Hưng, Mary và Tài Lâm. Còn có nước chưa cô? Chai nước, chai chứa nước, chai chứa nước đó. Chai thảo mộc. Ai cũng có một chai thảo mộc chính đây. Chai những nhân của chú anh chị. Chuối, cà sữa, chuối với cà tự mạnh. Rồi còn 2 chỗ, mấy bên cho. Đấy còn 2 chỗ đây cô. Rồi gọi trái, gọi phải luôn chú. Dạ. Hết rồi, lấy nước cho chú. Hết rồi, nước rồi. Cô chú này chắc phải ngồi ngoài. Mày nghe. Cái áo trắng, cái nước trắng đó.
Rồi hết chỗ rồi, mình sẽ ra ngoài nha cô chú anh chị mình. Bây giờ tại nhà cũng tiếp tục phát. Mọi người sẽ có mỗi công việc. Ra ngoài. Rồi, nghe luôn chú ơi. Ở ngoài còn rất là nhiều bàn anh chị. Ở ngoài thì đã một bàn là ngồi được 4 người. Một bàn ngồi được 4 người thì còn dư 4-5 bàn. Nó dài. Còn rất là đông người. Và những anh chị, những bác, những cô chú ở sau sẽ chờ. Một người, cô chú ơi. Rồi, mấy ăn xong rồi. Chờ cô chú, chú dùng xong thì bắt đầu vô tiếp. Tổ chức ở đây sẽ tổ chức vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy nha cô chú anh chị mình. Mai ngàn sẽ tổ chức vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. Tuần nào cũng có hết. Đó, đây là những cái bịch rau. Bịch rau này là tặng luôn cho mấy cô chú nha. Không biết là dài. Không vô mà đưa vô đưa. Ý là mình ăn hết đợt này đúng rồi. Ở cái chỗ ngồi xuống à, ngồi đằng chỗ này cũng được mấy nè, có mấy lạnh thì đủ hết. Có mấy lạnh này cũng cũng ăn cho có người ra có người vô đúng rồi. Hả? Trời ơi, một người. Dạ, em là đứng trong một cái nhóm mà dạ, cái tuyên nhóm của em là họ bị tuyên nhóm. Đây tại đang bọn dân ở ngoài. Đó, mấy cô mấy gì ăn cô chú ăn hết thì sẽ có mấy bạn sẽ lấy thay ra đó. Đó, được ăn xong được tặng bịch rau luôn nha, được tặng bịch rau đem về luôn. Mấy con đường mọi người rất là dài. Đây là trong cái hẻm nên nói chung rất là trật tự. Ở hẻm không có gọi là chen lấn xô đẩy và xếp hàng rất là ngăn nắp mọi người. Đấy, ăn xong là có người khác ra liền đó. Đây Vậy ra thì sẽ được bé áo trắng sẽ tặng bịch rau để mang về. Rồi xin chào các cô chú anh chị trên kênh YouTube của Baby Cá Viên Chiên. Thì ngày hôm nay là toàn với lại Lâm với lại em với lại chị Nhiên với lại Gia Hân đã đến quán cơm xã hội Mai Ngàn, đã nhân viên hỗ trợ cho 100 củ sữa chua, 100 cái bánh lăng và 100 chai trà giữ nghe để phát các cô chú ở nơi đây. Đó, đây là quán cơm không biết là gì đúng không? Quán cơm 2.000 nha cả nhà. Cái này là lần đầu tiên em đến em trải nghiệm thử là vô ăn mình phải đưa 2.000 và đưa một phần ăn cho mình. Nói chung là theo suy nghĩ 2.000 là cái phiếu đó mọi người, để mà cái đó để phải làm gì sao tôi cũng không hiểu lắm. Hiểu là chắc có chứ một cái quỷ đó, món này sẽ làm cái đó dù nó không có đáng được nhiều. Đúng rồi, nó có trật tự đồ. Nói chung ai cũng có thể vô được nha, đúng không? Anh chạy xe ôm, nói chung là chạy ráp đồ mình cũng có thể vô đây. Mình đỏ 2.000 ra ăn một phần cơm nha, tuy nhiên cơm trưa nha cả nhà. Thấy cũng đầy đủ nha, có thấy cũng đầy đủ, gà nè, có cơm, có canh chuối, có sữa, có chuối nữa, nằm chuối, bánh mì nữa, bánh mì. Rồi bây giờ thêm những cái món của tụi mình vô nữa là gọi là cũng gọi là cái món la sét kìa, đúng rồi, em la sét cho mọi người. Đó.
em bây giờ em đại diện nhóm đi, em cũng xin cảm ơn tất cả anh chị của Mạnh Thường Quân đó, trong nước và ngoài nước đã luôn luôn ủng hộ nhóm A của tụi em nha. Mà phải có người kia hỏi Toàn á là nhóm của tụi em là nhóm gì, Toàn nói nhóm A, thì bây giờ mốt của tụi mình sẽ kêu là nhóm này là nhóm A nha mọi người đó. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị trong ngoài nước đã ngày hôm nay đã hỗ trợ giao duyên cho tụi em là Út Ánh Quỳnh với lại Dũng Xuân Phi Tăng, đã hỗ trợ giao duyên cho ba anh em tụi em những món hàng đã ủng hộ cho Lâm bán trà Dũng Nhan, Toàn bán bánh lăng với lại gì bánh lăng với trà cá rồi còn Bi bán sữa chua với trà tắc đó mọi người, đã giao duyên cho ba anh em tụi em là hôm nay là có cự cộng sức của Nhiên với lại Gia Hưng nữa cũng đã hỗ trợ cho phát ở nơi đây. Thành thật cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều và cảm ơn Dũng Xuân Tăng với lại Út Quỳnh. Cảm ơn hai anh chị nha, chúc hai anh chị thật nhiều sức khỏe nha, luôn luôn cùng đồng hành với tụi em để có những chuyến thiện nguyện giao duyên ở nơi những nơi khác nha. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều nha. Rồi bye bye cô chú anh chị mình. Rồi xin chào các cô chú anh chị nha. Hôm nay thì nói chung mà tụi em đã phát chí thiện nguyện trong buổi sáng ngày hôm nay thì em với Lâm với Toàn với Gia Hưng với lại chị Nhiên có đi ăn đồ chay tại quán của chị Phi Nhung đó, thì cũng như vậy hôm nay là birthday của Lâm luôn đó. Thiên Nhiên với lại Gia Hưng có gửi lời đến sinh nhật của Lâm không? Em xin chúc cho Lâm nha sinh nhật luôn luôn phúc lành vui vẻ và thành công trên con đường Lâm đã chọn nha. Và chúc Lâm luôn luôn phúc lành cũng buôn bán nhan chầm đồ cũng may bán đắt nha. Và nhớ về sau là nữa là Lâm của Gia Hưng nha mọi người. Đây. Một mày ơi, một mày. Và xin chúc cho Lâm trên đường Lâm càng ngày càng có nhiều người yêu thích và Lâm bán nhan chầm đắt và nhất là chúng tôi ủng hộ cho Lâm. Thì Vi thì nói chung ngày hôm qua Vi cũng đã chúc Lâm rồi, thì hôm nay Vi cũng chúc Lâm được mua mai bán đắt, kênh YouTube được nhiều view, nhiều lượt subscribe nhiều hơn nha mọi người nha. Đó thì bây giờ mấy anh em tụi em sẽ kêu vài món đồ chay lên để thưởng thức cùng bữa ăn sinh nhật của Lâm. Rồi chiều nay thì Lâm cũng có việc riêng cho nên Lâm tóc xích sòn bữa. Thì đây Lâm đi ăn với bạn gái cho nên bữa nay buổi sáng sẽ đi ăn với mọi người. Hạnh phúc quá trời. Chỉ là bây giờ Gia Hưng là ăn với Lâm bây giờ, rồi tối Gia Hưng đi với Lâm nữa. Là coi như hai trận. Là có hồi nãy anh nói đi ăn với bạn gái. Không có đâu Lâm. Ủa là em mà bây giờ em ăn buổi sáng, em ăn buổi chiều là ăn hai trận. Buổi tối có ăn không? Buổi tối ai biết có ăn không? Thì nói chung là cảm ơn mọi người đã, nói chung là nãy giờ tụi em cũng đi làm một chuyến thiện nguyện á, với lại cái chỗ này nói chung là chỗ này là mới á, cho nên nãy giờ tụi em cũng hơi bị lúng túng đó. Chỗ này là cái chỗ mà mới tụi em mới vừa biết luôn, cho nên tụi em cũng hơi bị lúng túng, cho nên mà có thi giống như là mọi người coi clip mà có bị giống như gọi là thiếu sót thì em cũng mong mọi người bỏ qua cho tụi em và nhớ ủng hộ kênh của VV Cái Viên Chi giùm em nha. Một lượt like, một lượt subscribe nha mọi người. Rồi, xin cảm ơn các chú rất là nhiều. Bye bye mọi người ạ.